À, khoa học thường nghiệm là mớn trả lời giùm tôi thôi. Vậy thì cái nguồn gốc của cái cục lớn biết Bang này Là một cái cục lớn hơn nữa phải không? cái quý vị Vậy cái nguồn gốc của cái cục lớn hơn nữa là ai quý vị Vậy thấy chưa Bí là cái chắc Bí là cái chắc Rồi chúng ta không chỉ trích Tôi lặp lại Tôi không Mình không chỉ trích Rất là ban ơn cái nền học thực nghiệm này Trong đó có y học Trong đó y học Thái Tây tức là là cái gì đó mà nó cái đó chúng ta rất là mang ơn rồi như thế rõ ràng chúng ta rất mang ơn rồi chúng ta có xe chúng ta có máy bay đi trên máy bay chúng ta có truyền thông chúng ta có apple này chúng ta nghe các cái này đó là hay rồi nhưng mà chúng ta coi chừng nó có khuyết điểm hay không thì tôi xoay rọi là những cái cơ bản của nó thấy những khuyết điểm của nó mà thưa quý vị chắc cũng chưa ai dám nói là cái đời trước học của, của của tây phương nó có những khuyết điểm này tôi thời thật cái quý vị đó chưa ai nói đó quý vị chưa ai dám mở miệng ra mà nói cái nền chứ học của 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 tây phương này nó có những khuyết điểm rất lớn thế thì đương nhiên nên tìm thấy có một mặt đây này. tốt đẹp tôi nói lặp lại nha tôi rất ban ơn chúng ta rất ban ơn chúng ta sống trong thế giới văn minh này nè chúng ta không có thể ăn lông ở lỗ mà sống trong cái cái xã hội này được mà chúng ta ban ơn từ cái áo từ cái quần từ cái cúc áo nè quý vị thấy nè toàn là ông châu ông đưa qua không nè rồi quý vị nghe nè về cái, cái 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 khuyết điểm sai lầm mà sai lầm trên cơ bản của nó thì mới nguy cơ bản là cái nền nếu mà cái nền đó nó mà cái, cái sai lầm ở trên cái nền cái nhà này xây trên cái nền điều gì mà cái cái nhà lỡ nó cứ nứt nó dẻo chúng ta sửa được mà nó xây sai lầm ở trên cái cơ bản này này thì cái cái nền trong này có dẫn không quý vị nó không có dẫn bị cái đây nó nứt ở trên cái cơ bản nó bị khiếm khuyết quý vị thấy được khiếm khuyết này thì quý vị sẽ bổ sung cho nó được để tạo được hai cánh chim hai cánh chim bằng quý vị cái cơ bản là cái cơ bản là cái nền mà cái nền này nó không nó sai lầm nó sai lầm thì đức định là cái cái cái, cái tòa nhà làm sao cứng được cái gì nếu không có gì đỡ cho nó gì theo rồi sai lầm cái thứ nhất tôi nói với quý vị nghe về cái thuyết biết Bang tôi đã nói rồi rồi nè quý vị nghe tôi kỹ nha tôi lặp lại cái này tôi đã nói rồi sợ quý vị không nghe thôi thì nó 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 không có rõ ràng từ bài bảy mươi tám bảy mươi chín bảy mươi bảy bảy mươi tám bảy mươi chín tự nhiên không biết cái này là cái gì hết phải nghe luôn chút xíu ở cái cơ bản này cái thứ nhất cái thuyết big bang là một sự tưởng tượng một sự tưởng tượng là tạo tạo hóa này sinh ra do một cái khối to đùng về nè nó nổ cái bằng ra một cái thì nó làm nó có những cái vệ tinh rồi hành tinh các cái nó đi xung quanh rồi mặt trời mặt trăng thái dương hệ rồi các cái nó nổ ra rồi nó kết với nhau nó kết với nhau nó không cho rời nhau bằng cái gì bằng sức hút bằng sức hút của các hành tinh bằng sức hút của mặt trời thì cái điều tôi đã nói rồi không có lý chút nào cái gì tôi vì suy nghĩ tôi đã nói rằng rồi nó cái đất chúng ta nó quay tròn quay vừa quay xung quanh đó dù quay xung quanh mặt trời như vậy quý vị nó nổ cái đùn ra nó bay toán loạn chứ quý vị nó bay toán loạn sao mà nó bay có trật tự như vậy, vậy? mà nó sao nó thương yêu nhau mà nó hài hòa quá nó không có đụng nhau bao giờ ít đụng lắm sao chổi sao đồ thiên thạch rồi mình không nói đi nhưng mà rõ ràng là những cái hành tinh bảy tám cái cái hành tinh mà bay đi xung quanh mặt trời của mình đó là đó thì trong cái hành tinh đó xung quanh cái hành tinh lại có cái vệ tinh ví dụ như là mặt trăng thì nó bay có một mặt vậy thôi còn cái thằng kia thì nó đi như thằng xe rượu vậy gì nó đi về đây. không ai lái gì không ai lái nó đi trong tròn tròn vậy nó đi nó đi đi ba trăm sáu mươi ngày phần tư nó trở về điểm cũ có gì có tin không có trong cái nổ cái đùng mà đi hỗn loạn như vậy mà tại sao có sức hút nào mà nó dần có sức hút có kỷ luật sức hút hài hòa sức hút thông minh mà nếu không có cái gì mà mà áp đảo đó không có gì mà khống chế đó không có cái trật tự vũ trụ khống chế đó thì làm sao mà nó bay cho như vậy được cái gì hàng ngàn năm hàng triệu năm vậy đó mà cứ 365 ngày là nó trở về mà nó đi như thành xe rượu cái gì chứ đâu phải là nó đi đi ngon lành đâu cái gì mới thấy cái ngạc nhiên này cái gì rồi cái Big Bang nó nổ cái đùng vậy thì thoải, vậy chứ còn cái nữa. Vậy thưa quý vị cái nguồn cội của cái Big Bang lại. bị đây chúng ta nói là cái nguồn gốc cuối cùng. Cái nguồn gốc cuối cùng để sinh ra vũ trụ đâu có phải là một cục lớn thì vậy cái nguồn gốc của cái cục lớn là ai? Quý thấy không? Trả lời đi quý vị. Bên thầy Tây, bên bên đi học à, khoa học tự nhiên làm ơn trả lời giùm tôi coi. Vậy thì cái nguồn gốc của cái cục lớn Big Bang này là một cái cục lớn hơn nữa phải không quý vị? Vậy cái nguồn gốc của cái cục lớn hơn nữa là ai quý vị? Quý thấy chưa? bí là cái chắc bí là cái chắc bây giờ cái, cái nguồn cội không thể cái nguồn cội của một vật phải là một cái khác chứ cái nguồn cội của nó là ai không lẽ nói từ từ vô thủy vô chung nó sinh ra nó có cục to mẹ rồi đổ cái đùng nó xanh ra sao không có được nó là một sự tưởng tượng như thế mà một sự tưởng tượng mà để cho các hành tinh bay có trật tự gì thì chỉ có cái trật tự vũ trụ khiến nó đi vào những cái đuối cuối của nó có gì những cái cú nó không cho rời cái quỹ đạo của nó mà thôi chứ không có phải là do sức hút của các của, các, các các hành tinh hay là sức hút của mặt trời cơ bản là mặt trời sức hút đâu có phải là toàn vẹn mà lúc nào nó cũng canh đỡ cái độ dù chúng ta đi tốc độ cứ ba mươi chín bốn mươi còn có khi đố gì đi mà từ đây ra các cái mà muốn tàu đi đâu mà cái bị làm sao canh cho cái cái tốc độ của mình cứ ba mươi chín bốn mươi gì hay không có khi 39 có khi 40 có khi 80 có khi thuộc lui thuộc thì cái sức hút của mặt trời như vậy có khi nó sôi sụt 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 nó nhả năng lượng rất là lớn thì như vậy sức hút đâu có thế nào mà cố định được mà để cho những hành tinh mà nó hút thằng này để nằm đây thằng này phải hút đây nằm đây rồi cái hút thằng này nằm đây mà không có thằng nào đụng đảo cho gì mà không có sức hút nào mà không có sức hút nào nếu nó không tuân theo một cái trật tự vũ trụ gì một vật tự vô hình của vũ trụ đặc biệt vậy gớm như sao cậu gì nghe Big Bang rồi quý vị nghe sức hút hành tinh ờ à, phải hút đó ông sợ làm sao mà có sức hút dữ vậy không tin được quý vị vậy mà học mình học tới đại học rồi vẫn còn tin quý vị vẫn còn tin là cái thế giới này là có cái Big Bang nổ cái đùng quý vị tính thử tôi nó nổ cái đùng mà nó nổ hay như vậy nó nổ tật trật tự vì tự nghĩ đi tự nghĩ có, cái trật tự gì lạ mà cứ 365 ngày là trái đất quay trở về điểm cũ không quý vị nghĩ đi đủ thứ chuyện hết trơn rồi năng lượng rồi sức hút của các giao dành co sức hút giữa các hành tinh với nhau nè sức hút giữa các hành tinh với nhau là mấy vợ mới nói là sức hút giữa các hành tinh này nó ở cái độ giữa đây đó là hút là ba bốn độ thì sức hút của mặt trời nó sâu nó tiến tới gần mình một chút là mình bỏ bạn phải không quý vị mình cháy ra cho đấy mình cháy ra tro vậy mà nó nổ cái đùng này, nó tới đó sao gì nó tới đủ cho mình sống không gì nó tới đủ cho mình sống thôi gì, nó tới đủ cho mình sống không gì? Rồi nó có cả không khí này chắc cái Rồi đó là một cái điều chúng ta phải suy nghĩ lại Và cái thuyết biến bền này Cũng chỉ là một cái thuyết rõ ràng Bên khoa học thực nghiệm thì dựa trên cái thuyết Lập lực của vũ trụ rất mơ hồ gì Phải không chị? Rất mơ hồ Bên thực nghiệm mà lại nhìn mà cái cái cái, cái cấu tạo vũ trụ rất là mơ hồ Là cái khối biến bền đó Rồi cái thứ hai Câu nói của của của, của, Trong này một, một phút nữa Câu nói của René Descartes này tên đê 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 là je păng đông su câu nói là quý vị suy nghĩ còn rất là lạ quý vị đừng coi tầm thường nha nó là cơ bản của nền triết học của đông của, 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 của tây phương đấy je pắn đông suy rồi có nghĩa là gì tôi suy nghĩ vậy thì có tôi thì anh ta sợ không biết anh ta có tồn tại hay không anh ta muốn xác định là tôi đây tôi có đây không biết tôi có ông ta không biết tôi có không ta nhưng mà tôi nói ra tôi suy nghĩ vậy thì khi mà suy nghĩ thì phải có người suy nghĩ Vậy thì khi nói ra thì phải có người nói chứ Vậy thì tôi suy nghĩ thì có tôi Có lý không? Có lý quá chứ Nhưng mà bên Đông Phương thì nó thấy nó thích cười gì? Nó thích cười Đối với vị sư thôi Một vị sư ngồi thiền Ở bên thiền tâm Vì nói vậy là quý chết chắc, chắc Họ nghe họ cười thế Tức là bên các vị sư bên thiền Đó con đường của của này con đường trở về cội nguồn này tôi nói tiếp đó quý vị quý vị sẽ thấy được con đường trở về cội nguồn tức là không thể tưởng tượng con đường mà đức phật ra đi để đi tìm đó quý vị ơi con đường tìm thấy phật tính ở bên nhà phật quý vị à, con đường tìm thấy phật tính còn chúng ta không dám dùng chữ chúng ta dùng chữ cội nguồn đó con đường đó đức phật đã bỏ ra đi bỏ hết gian sơn dựng dịp ra đi để tìm cái con đường này đó quý vị chứ không phải là con đường tầm thường Đó đứng vị nghe nói gì quý vị tốn một hai tiếng ngồi đây là quý vị đã cho là bắt bắt công lắm rồi một con đường của Đức Phật đi tìm đó quý vị biết bao nhiêu năm trời quý vị thấy hơi gớm lắm đó quý vị chứ không phải là cái cái cái, cái tầm thường đâu à. rồi tôi lặp lại tôi chỉ chia sẻ những gì tôi thấy được tôi học được thôi quý vị ha không phải tôi tự phát kiến ra đâu quý vị ha nghe đi quý vị cái bài hôm nay sẽ là cái bài rất là quý báu tức là hoàn thành đại nghiệp của vị. chúng ta với cái chiếc học này chúng ta phối hợp với chiếc họng này thì chúng ta vừa hoàn thành tiểu nghiệp cho xong vợ con cái cái đi thì chúng ta chung núi tu liệt không có tu giống như đức phật hoàng trần nhân tông sau khi đã tu rồi cũng trở xuống thế gian cầm quân đánh giặc trở lại cái gì chúng ta không rời bỏ cái này gì chúng ta không rời bỏ thế gian này chúng ta không trở về thế giới hoàng luôn rồi để đó tu hành rồi các cái là chối bỏ thế gian nữa. không phải như thế mà chúng ta sử dụng cả này để cho có ít vừa kết lợi cho gia đình chúng ta vợ con chúng ta nhờ những, những nhân loại tức là những người sống của chúng ta được một chút nào nó cái chia sẻ cho tốt chúng ta không rời bỏ cái gì giống như cái trường hợp của tôi làm lại của đức phật hoàng trần nhân tông đi lên tu rồi xuống trăm quân đánh giặc trở lại quý vị ngon không ngon không quý vị Chứ đâu phải đi tu luôn đâu nói là thế gian này không ra gì tôi đi tu tôi chạy mày mình muốn làm gì làm đâu thì thấy không thấy không trần nhân tông siết chức lại quý vậy chúng ta thật là cảm động khi chúng ta có một vị vua như thế này quý vị hết sức tài tình hết sức tài tình bởi vì phải thấy thấy là cảm động hết sức cho cái người tu hành mà đi trở xuống lại để cầm quân đánh giặc như gớm như thế nào rồi chúng ta nói tiếp thì đối với đối với cái câu này đó thì ở bên đông phương sẽ xin sửa lại là je ne pense pas dans je suis quý vị tôi không suy nghĩ vậy có tôi gì mới có tôi gì bởi vì khi tôi suy nghĩ có tôi là cái tôi đó thuộc về tiểu ngã tiểu ngã cái tôi này sẽ tan nát đi tôi này sẽ không còn nữa cái tôi này chỉ có trong trăm năm mà thôi gì chúng ta sống được. rơ pa suy là tôi đó thì cái tôi này nó chỉ nằm ở trong tiểu ngã chứ không phải trong đại ngã gì mà cái trong tại sao vì cái tiểu ngã tức là cái tôi để sẽ tan nát đi nó không còn nữa discard chẳng hạn rồi đã đâu vậy đâu còn nữa chỉ còn cái tiếng mà thôi còn con người nó không còn còn cái tôi mà ở trong này đó nó, nó thấy được cái tiểu ngã rồi nó rời bỏ tiểu ngã gì sau khi nó thực hiện xong tiểu nghiệp tiểu ngã thì hoàn thành tiểu nghiệp lo lắng gia đình vợ con kiếm tiền kiếm bạc lo cho nuôi nấng cho con đó là bổn phận của mình nuôi thì trong cái tiểu nghiệp này thì có cái tiểu ngã này nhưng mà trong cái đại nghiệp trở về nguồn gì không có tiểu ngã gì à thì cái đại ngã này mới bất cấu bất tịnh bất sanh bất diệm chính đó là Phật tánh này 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 cái này mới là cái cục cái kiếp cái quý báo của cuộc toàn bộ tất cả cuộc sống của nhân sinh chứ không phải của một một mình nữa. cả toàn bộ tất cả nhân sinh toàn bộ nó trở về nguồn để làm gì đây nó trở về nguồn của nguồn nó tìm thấy Phật tánh con đường Đức Phật là ra đi và để lại chúng ta không biết bao nhiêu điều quý báo không biết như người bảo cái vui bao cái con đường này rồi đó là con đường này xem sẽ... rồi cái điểm thứ ba cái mấu chốt thứ ba của cái luận lý học của tây phương sai lầm bằng một chỗ nữa mà tôi đã nói lần nữa rồi quý vị sẽ thấy còn ghê gớm hơn à, quý vị nghe đây trong ba cái luận lấy này là gần như tôi nói phải là hầu hết nhưng rõ ràng là nó là những cái cơ bản để xây dựng cái nền tảng để xây dựng nếu cái nền tảng này nó đã yếu rồi thì nhất định nó trên này nó có khiếm khuyết cái này nó không có hoàn toàn tốt đẹp À, nó nó thiếu mà cái cơ bản nằm dưới nước rung rinh, một cái cơ bản cuối cùng nữa là tôi đã nói với anh cầu rồi là cái 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 luận lý của 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 tây phương đó là a à, gì nghe cho kiểu gì tôi nói hơi lẹ xin lỗi vì bị tôi đã nói rồi gì a à, là a à, chứ không phải là không a à. gì nghe kỹ nha tôi sẽ chứng minh cho gì thấy là cái câu nói này khiếm khuyết không đầy đủ gì mà cái câu này nó khiếm khuyết thì nguy to vì nó là cơ bản xây dựng nên trước học của của tây phương mà A à, là A à, chứ không phải là không A à. gì ở câu này không tức là gì anh công hầu là anh công hầu chứ không phải là không anh công hầu là anh công hầu chứ còn ai nữa mà đâu phải là nè anh công hầu phải là anh công hầu chứ không phải là không A à, chứ không phải là không anh công hầu không cái, ra cái đó là câu đính chính xác vậy mà nó không đúng cái gì chết được mới nghe qua thôi ô trời ơi hay thiệt ta hay thiệt ta anh công hầu là anh công hầu chứ không phải là không bên công hầu nó là sai của gì nó sai trên cái cơ bản này mới chết thành ra cái nền triết học này nó dựa trên cái cơ bản này nó không hoàn toàn cái gì nó có hai mặt nó cũng có mặt trái cái sở đoản của nó cái không thấy của nó cái mù mờ của nó cái nền học cái, cái thực nghiệm này cũng có cái mù mờ của nó chứ không phải cái nền triết học mù mờ mê tín của tây phương của đông phương là mù mờ đó quý vị cũng vậy nó cũng có cái không khiếm khuyết của nó nó cũng có hai mặt thằng này có hai mặt thì thằng cũng có hai mặt này thằng cái thằng mù mờ nó thấy cái, cái khuyết điểm này điểm này cái câu đó quý vị, nè thì tôi đã nói một lần rồi tôi lặp lại nữa giống như câu chuyện của cái bù thường của ông 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 đua đó thì tôi lặp lại cái câu này quý vị nghe kỹ nè quý vị đừng tầm thường nha, chúng ta phá vỡ cái nền tảng này rồi thì chúng ta mới thấy rằng khiếm quyết của đền chi hạc của của tây phương mà thưa quý vị đến giờ này tôi cũng chưa thấy ai nói nữa. tôi chưa thấy ai nói không biết có nói hay không nhưng tôi chưa thấy tôi nói thật đấy. nè quý vị nghe kỹ A à, là A à, chứ không phải là không A à. Rồi câu nói này là vang dội đó quý vị Cứ đừng tưởng nha Nó là logic đó quý vị Nó là cái gì mà bây giờ người nói là Anh nói không có logic Anh nói logic là dựa vào câu này đấy Là nó không có lý đấy Logic mà hãy mở miệng ra tất cả người có học Hiện tại cỡ thạc sĩ, tiến sĩ gì các cái Nếu mà bạn bè nó mở ra nói câu gì không đúng Thì mày nói không có logic Là dựa vào cái câu này đấy Dựa vào cái nền tảng của cái câu này đấy Nhưng khổ thai cái nền tảng câu này đã không có đúng hẳn không đúng hẳn tôi dám nói sai thì lại là lấy chỉ trích cho người khác thì vậy mình dựa vào cái dựa vào cái không đúng lắm để chỉ trích người ta dù tôi anh con hồ nói hồ tôi anh không nói không có logic là không nói không có lý không có đúng thấy chưa thì luôn luôn nhả cái câu này ra những người học tây phương là luôn luôn nhả cái câu này kể cả tiến sĩ cũng phải nhả cái câu này ra mày nói không có logic bạn với nhau nói hay nói cái câu đó rồi tôi nói cái, cái câu này cái, cái, cái tôi nói cái không logic của cái logic này tôi sẽ nói cái không logic tức là cái không được đúng đắn lắm của cái câu này a à là a à, chứ không phải là không ai vì nghe tôi kỹ nó dẫn đường chúng ta đi đấy, đấy. nó dẫn đường chúng ta đi về cội cộ nguồn đấy chứ không phải là nói nói ngoài đâu rồi tôi đã nói rồi có một vị phú hộ tôi lặp lại rất là ngắn trong một phút có một vị phú hộ muốn cưới một cái người con gái đó mới có đầu 13 tuổi 12 tuổi gì đó 14 tuổi gì đó đâu đó đẹp lắm dễ thương mà còn nhỏ các cái thì ngày xưa có thể cưới được nhiều vợ mà bỏ tiền ra mua đó thì đến có tiền các cái mới đưa cho cha mẹ này làm các cái làm giấy gì đó cũng để viết tay lại cái rồi chứ không có ra công chứng chắc không có công chứng mà nó không có công chứng thì ra nói là Cái gái dễ mới đẹp lắm 14, 15 gì đó đứa biết không, 13 gì đó mà đẹp lắm da trắng mỹ miều da đẹp không thể tưởng tượng được thì mua thì cha mẹ cô gái này cũng nghèo bằng lòng bằng lòng để cho cái người này để mua cái người vợ mình thì cái người đó sau khi đó thì đi đi buôn bán làm ăn con đường con đường xa lắm người giống như con đường tơ lụa xưa tới đi xa mấy năm mới về buôn bán được các cái để kiếm tiền về thì bị bảo tố và bị bất hàng quá nhiều lắm quý vị do đó không về được nữa sau đó khoảng chừng 5 năm sau gì đó mới về được và bốn năm năm đáng lẽ đi thì chừng 6 tháng về một lần mà nó kẹt đi luôn bốn năm năm bảo tố rồi mất tiền báo bạc sau đó đi về thì ông về ông tới tới lại xin cái người vợ của mình đưa giấy tờ các cái xin người vợ của mình thì lúc đó bà người vợ này cái cô bé đó có gì cái cô bé đó có 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 chồng rồi quý gì có chồng rồi có đứa con rồi cái gì bé như mà anh thanh niên ở trong làng có chồng có đứa con rồi thì cha mẹ thấy ông này đi đâu về chắc cũng nghĩ ông chết rồi cái gì chết rồi thì cái người này thôi lớn rồi cũng phải cho hai đứa nó thương yêu nhau thì nó lấy nhau thôi thì do áp lực của gia đình sau đó hay là hai người thương yêu nhau thì bắt đầu gã luôn gia đình bằng lòng gã thì người này trở về người để trở về thì cha mẹ đã mất rồi gì cha mẹ của cô gái đã mất rồi thì ông mới đưa giấy tờ ra không gì ông đưa giấy tờ ra nghe kỹ quý vị ơi nghe kỹ mới cái thấy cái hải hùng của cái cái khải hùng của cái trái bom nguyên tử này đó quý vị của cái logic này đó quý vị logic mà quý vị cứ luôn luôn nói là anh nói không có logic đó quý vị thì thì cái câu nói này đã không có logic ngay trong câu nói này được cái gì cái gì. quý vị nghe thì làm sao mà lấy câu nói đây đi dọa người ta được, để hù người ta được cái gì Nè, rồi thì cái cha cái cha mẹ có đưa giấy tờ ra để, để, kiện thưa nói này là vợ tôi mà bây giờ về là người này người trai này ấy phải trả là vợ tôi thì anh con cái con trai này anh cũng nói thích cười với anh cũng học hành đến là nông dân thôi anh ra anh ra anh nói rồi cái là đâu giấy tờ các cái đưa ra kiện rồi ông mới kêu, kêu bà vợ ra ông nói vợ ông ra làm sao ông tả cho tôi nghe ông quan không biết ông quan hay là cái người người này tôi không biết được nhưng trong cái câu chuyện là có ai hỏi mà hình như là ông, ông, ông quan ông hỏi chăng hay là cái người uh, chồng của cô gái nữa vậy chứ cái cô gái này ra sao ra anh nói nó cổ da trắng à, cao tầm này đây. đó da trắng các ấy đẹp người nói năng có đồng tiền bên đây có cái có cái có cái núm với này giống bên câu Hồ với này cũng có cái núm chứ để nhỏ với này đẹp lắm rất <laughs> là đẹp rồi cái là ông nói kêu người vợ ra kêu người vợ của cái anh nông dân ra Nó phải người này không thì nó ẩm đứa con gì nó ẩm đứa con thì cũng cũng bạc cũng còn đẹp thì đen thui cũng gì nó làm ruộng với ông chồng đó đó nó đen thui mà nó đẹp cũng còn đẹp lắm lớn nó cao hơn chút xíu đó nó phải người này không ông nói thì người này ông là lạ là lạ đó dạ thưa họ không <laughs> giống người này lắm mà nó phải người này không mà nói anh tả vậy thì có anh coi cái người này có giống mà có giống vợ anh anh tả không Vợ thưa không ông nói thì đó cái tay này là cô này là nguyễn thị gì các cái này sinh phải cha mẹ người này không phải dạ cha mẹ đúng phải ở hồi đó làng này số nhà này dạ phải được các cái tên tuổi này đúng không đúng các cái này trong cái giấy tờ bạn đưa không nó dạ đúng nên là phải người này không vậy dạ cứ gần 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 nó dạ thưa không phải mà dạ thưa phải, rồi ông nói vậy chứ phải hay không phải vậy chứ người nào vợ anh hả? không phải vợ chết chưa your... tức là người này vừa là vợ anh mà vừa không phải là vợ anh không phải là cô gái lúc trước cô gái người ẩm đứa con đây nè hôm trước thì là còn là trái cam bây giờ nó thành trái mướp cái gì hai đứa con nó muốn thành trái mướp rồi đó. mà hỏi vậy với người này có phải là cái người trước không thì nó dạ trái, 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 trái mướp là trái cam nhưng nó được, có được cái gì? thành nó nói là vậy thì trái mướp này chính là trái cam của gì? chết mồ tổ chưa hai bên nó xuống nhà con nó bú thì nó thành cái bước đi theo thành nó nói là cô gái này chính là vợ tôi mà cũng không phải là vợ tôi cái gì cái gì đáng sợ chưa cái gì đáng sợ chưa thành ra khi nó phân tích cái câu chuyện này cái gì câu chuyện này là câu chuyện nó phá hết cái logic của, tây phương đó cái gì đừng có tưởng dở mà là nền tảng của nền triết học thực nghiệm đó cái gì Họ thực nghiệm đó thì đáng sợ chưa một câu nữa vậy để thêm một chút xíu về cái sai lầm rồi chúng ta dẫn đi con đường trở lại mà tôi đã nói rồi con đường trở về về tìm cội nguồn và chính là con đường của đức phật ra đi chúng ta không dám nói gì hết con đường của ngài đã cao quý đi chúng ta mang ơn hết sức khi bức phật đi vậy thì có chỉ có nghĩa là đức phật đã tìm thấy một cái gì đó quý vị phật hoàng đã tìm thấy tịch hoàng trần dân thống đã tìm thấy một cái gì đó quý vị chứ không có đâu không có, có, không có dẫn con người đi như vậy gì ông đã thấy cái gì đó quý vị chúng ta mang hết sức còn không có mai khơi gửi ra thì chúng ta nguy to rồi chúng ta sẽ không không thấy được đại nghiệp này hoàn thành mà chỉ hoàn thành được trong cái 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 cái, 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 cái học của học thực nghiệm của tây phương để chúng ta hoàn thành tiểu nghiệp trong đó có tiểu ngã phải tan tành đi trong vòng 100 năm mà cái đại nghiệp chúng ta không tìm thấy ra nó bất cấu bất tịnh bất tâm cái giảm chính nó mà ở bên nhà phật gọi là phật tính mà chúng ta gọi là cội nguồn đó vậy không đơn giản ngày hôm nay tôi đã nói nhiều lần rồi nhưng mà đây là đầu năm do đó bài này không đơn giản gì khá là quan trọng đúng không gì khá là quan trọng